Làm thế nào để học từ vựng hiệu quả? Khi mà chúng ta gặp một cái từ vựng nào đó, các bạn hãy lưu ý cho Thanh một số điều sau nhé. Đầu tiên đó là cái phần phát âm của nó. Chúng ta khi mà chúng ta tra từ điển thì chúng ta sẽ nhìn cái phần phiên âm và tập đọc phần phiên âm và nghe giọng điệu của người bản ngữ phát âm cái từ đó như thế nào, và chúng ta cố gắng bắt chước theo ha. Nhìn phiên âm và cùng nghe lại. Hai là cái phần nghĩa. Khi mà các bạn tra từ điển đúng không, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái nghĩa khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tập trung vào cái nghĩa mà chúng ta muốn tìm hiểu mà thôi. Chúng ta chỉ học những cái nghĩa thông dụng, không nên học lết hết tất cả các nghĩa của một từ ở trong cái từ điển đó, bởi vì nó sẽ không, các bạn sẽ không áp dụng được những cái từ đó vào trong quá trình giao tiếp đâu. Chúng ta hãy học theo ngữ cảnh, chúng ta nên tập trung vào các nghĩa thông dụng mà thôi. Ba đó là loại từ vô cùng quan trọng, rất nhiều người không để ý đó là loại từ được sử dụng là gì, đó là tính từ, danh từ, động từ hay là trạng từ. Chúng ta sẽ phải có cái phần trong cái từ điển nó hãy ghi nó là tính từ hay động từ hay danh từ các bạn, để chúng ta có thể biết cách áp dụng và sử dụng nó cho hiệu quả. Tư là chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta phải học theo cụm từ, không học các từ riêng lẻ. Ví dụ, bởi vì khi mà các bạn học các cái từ riêng lẻ thì chúng ta sẽ không thể sử dụng, không biết cách sử dụng cái từ đấy như thế nào trong quá trình giao tiếp hay là vận dụng vào trong quá trình nói của mình. Thay lấy ví dụ, mình có search cái từ interested đúng không? Thì chúng ta, nó là ghi là tính từ đúng không? Thì chúng ta sẽ phải học theo cụm đó là interested in, có nghĩa là thích thú hay là hứng thú với việc gì đó, interested in, được chưa? Và đằng sau chúng ta sẽ cộng verb in hoặc là noun, danh từ. Vậy thì ghi, chúng ta sẽ ghi là be interested in plus noun or verb in, được chưa? Cộng với danh từ hoặc là verb in. Chúng ta sẽ ghi cái từ vựng đấy vào sổ tay từ vựng của mình và cố gắng xem lại cũng như là đặt câu với cái từ đó để chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt hơn.